Sốp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon. Truy cập ngay sốp nơ mơ hạt.com. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Sẵn sàng. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nam Mơ Hạt. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Theo Na anh em ạ. Thì đối với Theo Na thì một vị tướng xạ thủ thời điểm hiện tại leo rank khá là tốt. Sức sát thương của Theo Na thì rất chí là đáng gờm, bên cạnh đó thì tâm bắn rất chí là xa, đứng ngoài trụ vẫn có thể lấy trụ một cách đó là dễ dàng. Nên là Theo Na phần là quân bài cực kỳ là mạnh. Kể cả trong đấu giải thì các tuyển thủ đó là sử dụng Theo Na với quân bài chiến thuật đó là bao trụ cũng khá là nhiều. Trận đấu này mình đối đầu bên kia, đó là vị tướng xạ thủ La Vĩ. Đầu game mình không sợ La Vĩ nhá. La Vĩ đang bắn để tích điểm nội tài anh em ạ. Ồ, thêm đó là ghi đúng nữa thì thôi. Tưởng đó là mỗi mình, đó là La Vĩ thì chơi được. Còn thêm đó là sự hỗ trợ đến từ ghi đúng nữa thì thôi. Không solo đâu anh em ơi, ôm trù thôi. Trận này thì mình đó là đối đầu bên kia khá là nhiều vị tướng xạ thủ. Ví dụ như Na này, ví dụ như Ra này, ví dụ như đó là IG. Nên là có lẽ là cũng hơi khó chịu á. Mình thì có chiếm và La Vĩ thì không có chiếm rồi. Rồi pha này thì bắn chiêu 2 làm chầm này. Kích hoạt chiêu 1 ứng nhãn lên này. Bắn này, bắn này, bắn này, bắn này. Solo kill không bạn ơi? Solo kill không bạn ơi? Hiện tại thì La Vĩ của team địch khá là thấp máu. Tốt team bên mình thì đang tấn công đó là vào rừng của team bên địch. Cướp được, á, à, tưởng cướp được con quay nhỏ ai dây là không cướp được rồi. Tình huống này thì hơi mạo hiểm nhá. Ôi, thèm địch lại rất chưa là đông anh em ạ. Tìm bên mình thì cũng đông không kém. Một pha vật tổ vồ tất đẹp đến từ vị trí của ba đúng. Ghi đúng của thèm địch chỉ còn xíu máu nhưng mà vẫn có thể chạy được. Lượng máu của mình thì cũng khá là thấp. Chiến công đầu dành cho đó là Oma tìm bên mình. Và chắc có lẽ là tình huống này thì sẽ phải lùi lại thôi. Lượng máu của mình thì cũng khá là thấp nữa. Hai bên đều đó là thấp máu với nhau cả. Hơn nữa anh em thấy thì ra tém địch đang khiếp góc đường về. Nên là pha này thì về cho nó chắc đàn tránh trường hợp đó là bị ra tém địch đó là combo. Nhưng mà nhận thấy đó là tém bên mình vẫn đáng con đó là muốn chơi. Mình định lên đó là hỗ trợ xíu. Nhưng mà thôi, thấy đó là tém rút về rồi. Mình cũng lùi về phám đam lính này để lên được level 4 và biến về thôi anh em ạ. Ôi ghi đu, này thì ghi đu, này thì ghi đu chưa lên được level 4. Hơn nữa thì không có sự hỗ trợ đến từ xa thủ tém địch nữa. Nên là không đáng ngại cho lắm, có lẽ là tình huống này mình cũng không cần biến về nữa anh em ạ. Mình sẽ lại ăn đó là cục máu phía sau trù nhá. Và lượng máu của mình thì chắc có lẽ cũng được khoảng 2/3 nên là thôi. Tạm thời đó là phám đam lính đã, chưa biến về vội. Thì trong video này mình cũng sẽ đó là trình bày cụ thể cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị trí của cô nàng Theo Na. Thì anh em cùng theo dõi. Bây giờ mình tính đó là cần đồng đội hỗ trợ này. Tầm này mà tìm bên địch gọi là lên cao là toán á. Rồi, vương quốc vang của ghi đu được sử dụng. Choáng được đó là vị trí của SP tem bên mình. Nhưng mà không sao cả, pha này thì anh em thấy thì một pha địa giám tốt. Nhưng pha này mình cũng hơi mạo hiểm. Hồn máng tiền của mình choáng trúng đó là hai người của tem bên địch. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải rụt lui bởi vì lượng máu của mình cũng khá là thấp. Ôi, ba đúng tem mình chát, đó là toàn mù. Pha đỏ thì mình cũng lên nhưng mà tem bên mình thì anh em thấy 5-6 pha đỏ trạch được. Đó là rừng tem mình và gọi là mịt tem bên mình. Thì gọi là đang ăn rông. Còn mình thì lượng máu thấp thì mình đang biến về mà. Có lẽ là ba đúng không để ý một xíu. Ok, thì có lẽ là thời điểm hiện tại thì vẫn đó là ổn rồi. Giai đoạn đầu game như vậy là ổn rồi anh em ạ. Theo Na chỉ cần ở giai đoạn đầu game hoa hoàn khí có đó là vài ba món đồ rồi thì sự sát thương của cô nàng này sẽ cực kỳ là lớn nhá. Giai đoạn về 6 cứ bật ứng nhãn lên ba bản một màng là chuyện bình thường. Bây giờ thì ba đúng đáng giữ lính cho mình nữa. Tìm bên địch thì có ý định ra tiến vào gọi là bãi rừng của tìm bên mình rồi. Bật ứng nhãn lên này, solo cứu không, solo cứu không thì đó là chiêu hái rồi thì chơi không, chơi không. Hồn máng tiền choáng trúng này rồi chạy đấu tốc biển chơi luôn này, chạy đấu. Ôi, ba đúng tay mình nhiệt tình thế.
Thôi không sao cả anh em ạ, 3 đô man màng cũng được, chả vấn đề gì cả, xíu nửa xanh xánh, bảo kê cho mình vẫn là ngon. Hiện tại bây giờ thì có một pha giao tranh rất chỉ là dài hơi. Ari của tem địch thì sử dụng đó là chiêu một trúng mình rồi và có thể lần lượt đi được. Nhưng mà không sao cả, dầu sao thì một pha giao tranh Uma tem mình thì cũng ăn được FP tem bên địch rồi. Lượng máu của FP tem mình thì cũng khá là thấp, mình thì phải quay trở về đó là lén của mình thôi. Rồi na tem bàn băng vào, băng đó là gươm hành quyết. Ôi thôi xong rồi, pha này choáng trúng ai người, liêu có chạy được thấy không? Toán rồi anh em ạ, à, nào nó cơ đồng quá. Pha đó mình thì tốc biến mất rồi, không thể chạy được, thôi xong rồi, pha này thì mất trụ rồi anh em ạ. À. Được, được, ná được lắm, ná được lắm. Pha đó thì mình không thấy tầm nhìn thực sự anh em ạ. À. Lên thì cũng chưa phải là quá cao nhưng mà cuối cùng thì bị ná tem địch bắt bởi vì lượng máu của mình thì cũng khá là thấp. Ok, xíu nửa gọi là trả thù ná sau anh em ơi. Với ná thì ở giai đoạn đầu game có thể mạnh một xíu thôi, còn giai đoạn về sau thì có lẽ là cũng không đáng ngại cho lắm. Rồi, bây giờ thì có một pha gọi là giao tranh nhẹ nhẹ ở khu vực đó là gần bãi quái của team bên mình, nhưng mà hai bên thì cũng chỉ được là trao đổi chiêu thức với nhau. Bên mình thì có đó là SP 3 đúng, một chất tướng SP mình nghĩ đó là cũng rất chi là tốt. Những cú đìa giám mà tổ thia đó là mở giao tránh cũng ok này, bắt mục tiêu cũng ok này. Gặp những chất tướng bay nhảy thì đìa giám hơi khó, còn những chất tướng đó là không có khả năng bay nhảy giống như lao ví xà thủ của tem Bendix thì đìa giám đó là sẽ dễ dàng hơn. Sau cái giai đoạn đầu game lợi thế một xíu thì bây giờ tem Mendic gọi là lấy lại lợi thế rồi. Mình thì vẫn đang tiếp tục đó là farm một xíu rồi đẹp trù anh em thấy đi, hai xa thủ tích cực farm anh em ạ. Một là tích cực farm, thứ hai là tích cực giữ trù. Nên là chơi những chất tướng mạnh ở giai đoạn về sau thì anh em cứ farm cho mình một xíu đã. Theo nát này, gió này, những chất tướng đó là mạnh ở giai đoạn cuối game. Thì anh em cứ bình tĩnh phá một xíu rồi xíu nữa có thể chơi một cách đó là thoải mái và dễ dàng. Chứ nhiều anh em đó là anh em đáng thọt, đáng ở thế đó là sức sát thương chất tốt. Mà anh em cứ lên đó là combat liên tục thì thực sự đó là sẽ rất chí là khó. Tem bên địch mà lấy được đó là những cây trù thì sẽ khó chơi. Nên anh em cứ đó là phám cho mình một xíu đã. Có được lợi thế thì càng tốt, không có được lợi thế thì anh em ở thế hoa hoãn là giai đoạn V6 cũng là ổn rồi. Ná tem địch thì băng vào, mình thì vẫn đang được xả ra thương. Ná tem bàn lên bảng điểm số, bật cây siêu hồi máu, ôi đìa giám quá là đẹp. Sử dụng cái hồn máng tiền, choáng trúng 3 người lên, một phát đìa giám 10 điểm của vị trí FP tem bên mình và mình bắn đó là Furry. Tiền đó là lên bảng điểm số, đó là 3 người, 4 người của tem bên địch. Nhưng mà không ăn được màng nào, 7 điểm hỗ trợ không ăn được màng nào. Lần đầu tiên đó là xả thủ mà đi FP, đó là dành cho đồng đội anh em ạ. À. Mình choáng giao phạt và cuối cùng thì đồng đội lùm hết, lùm hết. Ấy, tính tiền, tính tiền. Rồi, IG của tem địch tốc biến. Ôi, này thì IG tốc biến thì mình cũng có tốc biến chứ bạn. Này thì IG này, cuối cùng. Cuối cùng thì 6-8 phút thì cũng được. Đó là cái điểm hạ gục đầu tiên anh em ạ. À. IG của tem bạn thì không phải là chất lượng sốc đám quá là tốt. Nên là chỉ cần IG mà chỉ cần chậm một nhịp thôi, mình bật được ứng nhãn mình bắn cho bá phạt là thôi xong. Ôi dồi ôi luôn á. Hơn nữa trận đấu này thì tem bên mình có hai chất tượng đó là bảo kế tốt, đó là ba đúng, cũng như đó là ô má nữa. Nên là mình không sợ anh em ạ, chỉ cần đó là bắn được thôi. Rồi pha này chiều 25 chậm này, hồn máng tiền làm choáng này, bật ứng nhãn lên này, bá phạt này, ra tem định lên bảng điểm số. Thế đó là combo tốt nhất của vị tướng. Đó là theo nát rồi nhanh nhá. Chiêu cuối làm choáng, chiêu 2 làm chậm, chiêu 1 ứng nhãn lên, bắn bắn ra bắn thôi. Về chiêu thức của cô nàng này là dễ như vậy thôi, không có gì là khó cả. Chiêu 1 thì anh em bật ứng nhãn lên thì tăng tầm nhìn, tăng tầm đánh và tăng công. Chiêu 2 thì bắn ra 3 mũi tên làm chậm đó là tướng địch và tăng tốc chạy cho bản thân. Đây, pha này thì tạm biệt bàn này, chưa kịp sử dụng lóng kiếm này. Còn chiêu cuối thì hồn máng tiền thì sử dụng theo hướng chỉ định sẽ làm choáng đó là tướng địch thôi. Nội tài của theo nào thì anh em không cần quan tâm. Lúc trước thì anh em cần đứng gần đồng đội mới được tăng công vật lý.
Còn thời điểm hiện tại thì anh em hiển nhiên đó là theo nát từ dứng đó được tăng công vật lý đến từ nội tài nữa rồi. Nên anh em cứ yên tâm nhé, nội tài của cô nàng này anh em cũng cần đó là quan tâm. Còn cách chơi thì tất nhiên đó là một xạ thủ thì anh em phải giữ được vị trí để được bắn, tránh trường hợp đó sát thủ tém địch up bao. Ví dụ trận đấu này anh em thấy nên ná vẫn luôn chăm sóc mình này, rồi rá rồi ái gì nữa. Bây giờ thì có một phát địa giám tổ đến từ vị trí của đó là FP tém bên mình. Và cuối cùng thì FP tém địch đã bốc hơi rồi. Tầm này thì ná không còn đó là quá mạnh mẽ nữa nên là mình cũng không đáng ngại cho lắm. Phải chăng thì ở giai đoạn cuối game chỉ có lá vi thôi. Trong combat tổng thì lá vi cũng cực kỳ là tốt, đặc biệt thì những cú đàn thân quán có thể tạo được đó là đột biến nữa. Bây giờ thì lấy được đó là cái trụ gian ngoài ở khu vực đường giữa rồi, lấy thêm đó là cái trụ ở khu vực đó là đường tà thân nữa. Mình sẽ kẹp góc đường này luôn nhé, bắn trụ. Và hiển nhiên thì trụ dành cho mình rồi. Địa dáng của bá đúng thì được sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ bắn trụ trước, ná thêm bàn, bắn vào bằng đó là chiêu cuối. Nhưng mà chưa kịp đó là sử dụng hết chiêu cuối thì lên bảng điểm số rồi. Thì đó là điểm yếu của ná ở giai đoạn đó là cuối game anh em ạ. Ai gì tem đi, có băng ra bắt mình hay không? Rồi ai đi định bắt mình vậy anh em ạ? Tốc biến chơi luôn. Này thì tốc biến bá bắn. Này thì tốc biến với chúng tôi nè, cũng rất ra gì và này nọ anh em ạ. Nhưng mà xin chia buồn đó là với Airi đó là tìm bên đi. Thì đó là sức mạnh của cô nàng theo nát ở giai đoạn cuối game anh em ạ. Những phạt bắn thì gọi là cực kỳ là đau luôn. Bắn phạt nào gọi là thầm phạt đó anh em ơi. Rồi địa giám của đó là bá đúng được sử dụng. Vật tổ vô tất cũng được sử dụng luôn. Pha này thì bắn này chạy đâu. Ghi đu tem địch thì sử dụng với vương cốc vàng. Mình sử dụng đó là ulti, bắn luôn. Tiền ghi đu lên bảng điểm số. Lấy trụ. Đừng đua với đám của theo nát ở giai đoạn cuối game. Ok, thì về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó là tinh linh anh em ạ. Giúp ích dành cho đó là theo nát. Đặc biệt thì tinh linh ở giai đoạn đầu game thì cũng ổn á, cũng khá là mạnh và xạ thủ thì rất chi là phù hợp. Rồi, pha này thì ai đi sử dụng lóng kiếm, nhưng mà trước kịp lóng kiếm thì đã phải về tỷ đan rồi. Lối điệu của tu lén được sử dụng, nhưng mà chắc có lẽ xạ thủ tém đi cũng chưa lên bảng điểm số. Đàn thân quáng dính rồi, ná tém bàn bắn vào, chưa kịp đó là sử dụng hết chiêu cuối lên bảng điểm số. Mình tốc biển đó là chơi luôn. Thôi xong rồi, pha này thì có lẽ là toán rồi anh em ạ. Hơi hổ báo rồi. Hơi nhảy một xíu rồi anh em ạ. Pha đó thì mình không bắn trù á. Tưởng là bắn mục tiêu đó trong trụ luôn, bởi vì mình đó là bật thì cũng ta mà lên hơi nhảy một xíu. Anh em thấy thì ná tém bàn ở giai đoạn cuối game cực kỳ là yếu luôn, kiểu là sử dụng đó là chiêu cuối trước kết thúc thì đã phải lên bảng điểm số. Anh em nào xem clip ná của mình hôm kia thì biết đó là mình luôn nói với anh em rằng đó là combo của ná không phải là cứ chiêu hai lên rồi chiêu một hất tung rồi chiêu cuối, mà anh em ở giai đoạn cuối game là phải cấu chiếu đối phương, kiểu là chiêu một ra hất phạt rồi anh em có thể là lui lại, hoặc là chiêu hai lên đánh phạt rồi lui lại bằng chiêu một để có thể cấu chiếu đối phương. Chứ thực sự đó là ná ở giai đoạn cuối game mà sử dụng chiêu cuối thì gặp như gió này theo nát này, rồi nó bắn cho hai phạt ba phạt thì thôi xong ủi rồi luôn á. Nên ra chơi ná thì cũng phải đó là biệt cách. Ok, thì bây giờ thì có lẽ là lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi, cũng không dây dưa nữa nhá. Lỡ lật kèo phạt thì tém bên địch lại cười chó nữa. Về phần trang bị thì mình vẫn lên full đam thôi. Đầu tiên thì dây du mục tăng tốc đánh, tiếp đến hai món đồ chỉ mang thành kiếm sông đao bảo tạp, tiếp đến thì món đồ xuyên giáp diệt thân cúng. Sau đó thì cúng ta mà hút máu và cuối cùng đó là giáp hôm anh để đảm bảo an toàn. Còn về bảng ngọc dành cho theo na thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang, ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Bây giờ thì chả có lý do gì mà không tổng tấn công kết thúc trận đấu cả anh em ạ. Rồi pha này bắn luôn này chạy đâu, lên bảng điểm số đến từ vị trí của xạ thủ tém bên đích, ra tém bàn bắn vào tả súng hữu đột, nhưng mà cuối cùng thì cùng bốc hơi. Ghi đu tem đi, có lao ra hay không? Này thì lao ra này, vương quốc vang được sử dụng. Airi thì đang có ý định bắt mình, nhưng mà chưa kịp bắt thì đã phải lên bảng điểm số. Và cuối cùng thì trận đấu kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.